Brazil thua luân lưu Uruguay ở tứ kết Copa America. Chơi hơn người trong 15 phút cuối, nhưng Brazil vẫn bị Uruguay cầm hòa 0-0 rồi sau đó thua 2-4 ở loạt luân lưu. Những cổ động viên chờ đợi một màn so tài mãn nhãn giữa hai ông lớn của bóng đá Nam Mỹ không khỏi thất vọng. Trận tứ kết được đánh giá là đáng chờ đợi nhất của Copa America năm nay vắng bóng những pha xử lý ngẫu hứng, thay vào đó là những pha phạm lỗi và nằm sân khiến trận đấu liên tục bị gián đoạn. Với tổng cộng 41 lần phạm lỗi, có thể xem đây là trận đấu bạo lực nhất của Copa America năm nay, vượt qua trận Chile hòa Peru 0-0 ở ngày thi đấu thứ hai với 37 lần phạm lỗi. Tất nhiên, với những pha xấu chơi liên tục từ cầu thủ hai đội như vậy, thẻ đỏ là điều khó tránh khỏi. Phút 74, hậu vệ Nahita Nendez của Uruguay nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đạp vào cổ chân Rodrigo Guez. Trọng tài Dario Herrera ban đầu chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem lại VAR, ông quyết định rút quyền thi đấu của Nendez. Tuy nhiên, việc chỉ rút ra 4 thẻ vàng cả trận cho thấy ông Herrera có phần nương tay với các cầu thủ, càng khiến họ có thêm điều kiện và lý do để phạm lỗi chiến thuật và hành xử thiếu tôn trọng khán giả. Ngay từ đầu, hai đội đã chơi đầy tính toán thay vì cống hiến một màn đôi công. Thiếu Vinicius Junior vì án treo giò đã ảnh hưởng nặng nề đến sức tấn công của Brazil. Tiền đạo 17 tuổi Endrick, trong lần đầu đá chính tại Copa America 2024, gây thất vọng bởi những pha xử lý cá nhân. Các hậu vệ Uruguay cũng dành cho Endrick sự chăm sóc đặc biệt. Mỗi khi cầu thủ này có bóng, họ áp sát và phạm lỗi, khiến Endrick lẫn huấn luyện viên Brazil Dorival Júnior phát cáo ngoài đường biên. Uruguay thiệt thòi khi trung vệ chủ chốt Ronald Araujo dính chấn thương và phải rời sân trong nước mắt ở hiệp 1. Điều này tạo ra lỗ hổng trong hàng phòng ngự của họ bởi người thay thế, trung vệ kỳ cựu José Jiménez, không còn đủ nhanh nhẹn để theo kèm những tiền đạo trẻ của Brazil. Jiménez đã để Rafinha vượt qua ở tình huống tiền đạo Brazil dốc bóng vào vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ thành Sergio Roches trong pha đối mặt. Rafinha còn một lần chớp được thời cơ từ sự chậm chạp của hàng thủ Uruguay nhưng vẫn không thể vượt qua chốt chặn cuối cùng trước khung thành đối thủ. Chơi tinh quái và đôi lúc dùng tiểu xảo ở hàng thủ, Uruguay tìm cách tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất phía trên. Họ dựa chủ yếu vào tốc độ và khả năng tì đè của Darwin Núñez để làm tường cho các tiền vệ băng lên dứt điểm từ tuyến 2. Không ít lần, cổ động viên Brazil thót tim khi chứng kiến những cú sút xa căng như kẻ chỉ của Federico Valverde. Bản thân Núñez cũng có cơ hội ở phút 35, nhưng ở khoảng cách 6m và không bị kèm, tiền đạo đang chơi cho Liverpool lại để bóng rơi trúng vai thay vì đầu. Trong hiệp 2, hai đội thậm chí tạo ít cơ hội hơn. Khán giả trên sân Allegiant la ó khi trận đấu liên tục gián đoạn. Đến cả Vinicius Junior, khi theo dõi đồng đội thi đấu trên khán đài, cũng không tránh khỏi cảm giác buồn chán mà phải lấy điện thoại ra dùng. Phút 74, lợi thế quân số đến với Brazil, nhưng họ cũng không thể tận dụng điều đó mà ghi bàn. Uruguay thì tìm mọi cách câu giờ để đưa trận đấu đến loạt luân lưu, bởi ngoài chung kết, Copa America 2024 không tổ chức đá hiệp phụ. Tuy nhiên, Brazil cũng phải tự trách bản thân khi nhận thất bại này. Đầu tiên, năm sự thay đổi người của huấn luyện viên Dorival Júnior đều được thực hiện sau khi Brazil hơn người, không phát huy tác dụng. Trong số này có những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Douglas Luiz hay Gabriel Martinez, nhưng họ được đưa vào quá trễ để có thể tạo khác biệt. Ông Dorival cũng giữ Endrick trên sân dù cầu thủ này chơi tệ và cũng không đá luân lưu sau đó. Các cầu thủ Brazil cũng kém bản lĩnh hơn Uruguay khi sút luân lưu. Thực hiện lượt đá đầu tiên cho Brazil là trung vệ Eder Milita, người dày dặn kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu cho Real Madrid. Nhưng Milita đã không vượt qua áp lực và để Roches cản phá. Ở lượt thứ 3, đến lượt Douglas Luiz sút trúng cột dọc. Luiz là chuyên gia đá phạt đền ở Aston Villa mùa trước và vừa chuyển sang đầu quân cho Juventus, nhưng ở lần sút quan trọng này, anh lại mắc sai lầm. Ngược lại, Uruguay đã thực hiện rất tốt 3 lượt sút đầu. Ở lượt thứ 4, José Jiménez bị Alisson Becker cản phá. Nhưng nỗ lực của thủ thành đang chơi cho Liverpool không đủ sức giật lại vé đi tiếp cho Brazil. Sau khi Manuel Ugas thực hiện thành công lượt đá cuối, các cầu thủ Uruguay cởi áo, ôm nhau vui mừng. Trên khán đài, nhiều cổ động viên Brazil bật khóc.
Với chiến thắng này, Uruguay sẽ gặp Colombia ở bán kết vào ngày 10 tháng 7. Trước đó một ngày sẽ diễn ra trận bán kết giữa Argentina và Canada. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất về Nisbet.